Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành Napka. Sau đây mình sẽ giới thiệu với các bạn 5 team của ải 37.24 nha. Đầu tiên sẽ là team Oden, với carry chính là Oden các bạn, cộng với dàn Harem. Rồi, chúng ta có những thành viên sau: Rowan nè, mang tù, Lika mang vải liệm Dura, Oden đeo mắt, Mahira mang sách các bạn, còn Tashi thì mang tù. Và thông tin tướng như sau nha các bạn. Cái con gây đam nhiều nhất chính là con Oden, các bạn cùng xem qua nha. Team này nó đánh một hồi là Oden nó dồn team địch hết vô một góc các bạn, và CC đến chết luôn. Rồi, CC khống chế rất đẹp nha các bạn. Về late game thì cái con Oden này rất là mạnh, các bạn nên đầu tư. Team này có tới 3 con địch chưa gây được cái phần chưa gây được đam luôn các bạn. Lucius, Fokker với lại Oscar không gây được một xí đam nào luôn. Rồi, team thứ hai là team Thoran, team này các bạn trai nhanh lắm. 1 tỷ đam từ vị trí của Thoran nha các bạn, trai siêu nhanh luôn. Chỉ cần nhiều lúc một lần cũng được luôn. Đây là thông tin tướng nha các bạn. Đều có vật như sau: Exit đeo tù, Losan đeo nón, Keo Thết thì đeo tù, và Thoran thì ở đây mình cho đeo mắt nha các bạn. Rồi các bạn cùng xem qua cách xếp tem nè. Team này trai là khỏe nhất trong tất cả các team luôn các bạn, team Thoran á. Còn này là team nóc nhà. Có một vài đội hình nếu mà team nóc nhà này mình chuyển sang đối đầu với team 1 các bạn thì mình cần một mình con nóc nhà với 4 con level 1 là cũng được. Tuy nhiên với cái ải này thì hơi khó nên mình cần thêm một số thành viên để duy trì máu tới lúc mà con nóc nhà tiếp cận được mục tiêu ha. Rồi, mình giới thiệu với các bạn cổ vật luôn cùng với thông tin tướng nha, team nóc nhà. Đây các bạn, cổ vật như này. Aeron thì mình cho đeo tù, tại vì không có Lika bứt tóc nên cần phải đeo tù nha các bạn. Còn nóc nhà của mình thì mang cây cung, cổ vật thứ hai của Agi. Còn đây là trang bị với thông tin. Còn con rùa thì mang đồ bình thường thôi các bạn. Rồi, cái tiếp team 4 thì mình dùng team Ensama nha. Ensama gây gần 1 tỷ 3 đam với cổ vật như sau nha các bạn. Ezio thì mang vải liệm, Athos thì mang cổ vật tăng số 1, còn Abedo thì mang cổ vật tăng số 2. Motas thì chúng ta đeo cái này là cái cổ vật support số 1 nè. Còn Ensama thì mình đang đeo nón nha. Thank you.
Còn cái team cuối là team số 5 nha bạn. Team này thì trên lực chiến không có nhiều. Cơ bản thì có thể nói là team này là một trong những team yếu nhất trong vòng trong 5 team nha bạn. Nó đánh cái team cùi nhất, có 300 số mấy triệu lực chiến thôi nhưng mà đánh khá là cực. Rồi, cái đam nhiều nhất chính là Rezu nha bạn. Con này và late game thì những bong bóng nó nổ cái đam rất là to. Còn đây là thông tin tướng cùng với dàn cổ vật nha bạn. Rezu với lại Diamond thì mình cho đeo cổ vật tăng số 1, còn Ana thì cổ vật Wario số 1. Còn Fera thì đeo vải liệm của Rura các bạn. Còn Desira thì mình dùng chiến binh Tiber. Ở đây thì con Desira thì các bạn có thể dùng Silas cũng được. Nhưng mà mình thấy Desira nó hồi máu ngon hơn Silas, cộng với đó là nó thêm một cái hỗn sợ cùng với ngăn tim mình sóc đam chết nên nó ngon hơn các bạn. Nó duy trì được 4 thành viên cuối trận luôn. Có nhiều bạn hỏi cái đam của con Grizu này ở đâu ra, cái mấy cái bong bóng của nó nổ là đam to lắm các bạn. Rồi mình đánh giá luôn trong tất cả các team. Ở đây thì ải này nó có hơi đặc thù một xíu nên cái team trai sướng nhất và dễ nhất là team Thor, team thần Thor các bạn, team Thoran này. Còn team thứ hai là tất nhiên là team nóc nhà rồi. Cái thứ ba là team không gian, thứ tư là team Odin này các bạn, còn cuối cùng là cái team này đi trên lực chiến yếu nhất nhưng mà đi lại cực nhất các bạn. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây nha. Mình sẽ làm tiếp video ải 37.28 cho các bạn nha. 4 ải nữa là bài ải boss là 37.28 rồi 32 mình sẽ làm lên. Có mấy ải kia thì mình không có để lại tư liệu. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Xin chào tạm biệt.